Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác đã đến với video của kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Thưa các bác, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc đẩy công suất siêu siêu khủng, siêu siêu lớn các bác nhé. Thì trong video này em chỉ mong là các bác làm sự kiện ngoài trời này, các bác làm những sự kiện lớn ạ, ca hát, rồi những cái bác làm tiệc cưới sẽ xem được video để có thể là chiêm ngưỡng cái chiếc đẩy này. Em nghĩ là sẽ rất phù hợp với các bác làm sự kiện, làm tiệc cưới đấy ạ. Bởi vì sao? Thứ nhất là công suất nó lớn này, để chúng ta có thể đánh được những cái đôi loa full bát 40 và những cái chiếc sub đơn 50 hoặc kể cả là sub kép các bạn. Thì công suất nó lớn, phù hợp cho những cái bác chơi hàng khủng ngoài trời. Và đặc biệt hơn, độ bền này, công suất này và cả cái chất âm các bạn ạ. Chất âm nó cực kỳ hay, kể cả khi các bác tăng công suất đến gần kịch đại, gần cực đại, nó cũng ra được cái chất âm nó nét, nó không hề bị vỡ tiếng như những cái hàng giá rẻ khác. Nên em nghĩ là nó sẽ phù hợp với những cái bác chúng ta cần hàng chất lượng để đi kiếm tiền, phải không ạ? Và đây là một chiếc hàng bãi các bác nhé, hàng bãi đến từ thương hiệu TV Plus. Ở đây người ta có ghi là T Plus V. Đúng ra nó sẽ là TV Plus Tân Việt Plus các bác nhá. Công ty Tân Việt. Đây là hàng nhập khẩu chính hãng do công ty Tân Việt. Còn đây là một mặt hàng đã qua sử dụng rồi này, gọi là hàng bãi đi. Còn các bác muốn hàng mới, chúng em cũng có rất nhiều hàng mới các bác nhá. Hàng bãi thì chúng ta sẽ rẻ hơn được rất là nhiều. Và đảm bảo các bác là bãi thì cũng phải là nguyên zin. Và cái độ bền của nó, em nói thì phải nói là thôi rồi, các bác cứ chơi sự kiện, đánh loa căng, đánh cả ngày thoải mái nhá, không no bị nóng, không no bị hỏng hóc đâu. Hàng sự kiện nó rất là bền. Em sẽ quay kỹ hơn cho các bác nhá. Em này thì ngoại hình rất là đẹp, ngoại hình nó rất chuyên nghiệp đúng không ạ? Tay sách này, để hai người mỗi bên đấy cho nó nhẹ nhàng hơn. Chiếc này hai kênh thôi mà rất là nặng. TV Plus, đây là logo. Tiếp theo là hai núm chiết áp hai kênh. Channel A, Channel B. Đèn báo hiệu khi lỗi ạ. Protect, clip, signal vân vân. Rồi mã của em nó cụ thể là MA2120. Tức là sao? Người ta đã ghi rõ rồi, hai kênh 1200W một kênh các bác nhé. Và cái công suất này nó đang ở chế độ 8 ohm. Còn các bác đánh song song, ví dụ như là một đôi loa full 40, nó sẽ lên tới là 2000W. Nên là một kênh này các bác chơi cho em là căng một đôi full 40, căng một đôi full 40 một kênh luôn ạ. Rất là khủng. Kênh còn lại thì các bác có thể là chơi trầm hơi, bát 50, côn lớn từ lớn, rất là căng. Tắt mở nguồn thì người ta đã dạng như kiểu như là dấu ấy, để cho trẻ nhỏ hoặc là những người không biết tắt mở lung tung, hơi giấu chút nhưng mà vẫn rất dễ để có thể là tắt bật nhá. Mặt trước để em đo áng chừng cho bác là chiều sâu, bởi vì thường thường các bác chơi sự kiện là nhét tủ âm thanh là mọi chiều sâu luôn phải vừa, cũng không quá sâu đâu các bác nhá, không quá sâu, khoảng độ là 45-46, em khoảng là 46 chiều sâu, bề ngang sẽ là 48 các bác nhá, 48 để vừa mọi loại tủ âm thanh chuyên nghiệp. Chiều cao hôm nay là 9cm hoặc là gần 10 đấy ạ, gọi là kích thước là 2U. Thép nguyên khối, mặt trước thì là nhôm phay, rất là dày các bác nhé, hàng chuyên nghiệp họ làm rất chắc chắn, rất dày. Đằng sau thì rất nhiều lỗ thông khí, một hàng trải dài để cho chiếc đẩy này nó mát, làm việc lâu dài không sợ nóng. Rất chuyên nghiệp phải không ạ? New trick. Còn người ta còn cẩn thận trang bị cho bác luôn là cọc cắm âm dương này. Nhiều chiếc đẩy công suất lớn, chuyên nghiệp là người ta bỏ đi cọc cắm âm dương. Hàng rất đẹp đó nha. Và quay về ngoại hình như thế thì các bác đã mường tượng ra được cái nội thất phải không ạ? Bây giờ em sẽ tháo lắp lưng quay cho bác nội thất luôn này. Mời các bác. Vâng, và đây em đã tháo xong lắp lưng rồi. Mời các bác cùng xem này, nội thất siêu đẹp, công suất rất khủng, 1200W một kênh. Em là nội thất rất là đẹp các bác nhá.
và trang bị mạch class D cho cái độ lợi và công suất nó lớn nhất. Nguồn xuyên đồng rất là to, khoảng 19 đến 20 phân, 19 đến 20 phân đường kính. Em sẽ quay kỹ từng con tụ, từng linh kiện này. Và đây là trị số của tụ siêu âm 200V 2200mF, rất là lớn. Quạt gió thì được trang bị 3 quạt 1, 2 và 3. Quạt công suất rất lớn các bác nhá, mà chạy cực kỳ êm luôn, cực kỳ mát. Nhiều chiếc quạt nó thiết kế theo dạng cũng là công suất lớn nhưng nó kêu không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà nhiều bác khách hàng là cảm thấy khó chịu và cảm thấy như kiểu mà nó là một cái hiện tượng lỗi phải không ạ. Nhưng chiếc này công suất lớn mà nó không kêu đâu. Công suất lớn thì đảm bảo cho là nó làm mát được con đầy, công suất lớn làm việc với cái cường độ cao rất đẹp phải không ạ. Sau mặt trước đầy đủ. Rồi bây giờ em sẽ test thử chất âm các bác nhá. Về để nói về chất âm thì em bao căng cho các bác là một kênh chơi một đôi full 40. Kênh còn lại các bác cứ chơi sắp 50 hơi côn lớn từ lớn cho em. Còn ở đây em sẽ quan trọng là em sẽ test về cái chất âm, cái độ hay ạ, cái độ tách bạch của ba dải. Thì em sẽ sử dụng là một đôi loa cao cấp của CF mà có trị giá là 22 triệu đồng. Để xem là chất âm nó ra sao. Vâng. Về việc test đẩy thì rất đơn giản thôi, các bác sẽ cắm âm thanh trực tiếp vào đẩy nhé các bác nhá. Truyền tín hiệu âm thanh trực tiếp vào để đẩy khuếch đại rồi từ đẩy ra loa thôi. Đừng các bác đừng cho những cái thiết bị khác qua, ví dụ như là nâng tiếng, lọc xì hoặc là vang đấy ạ. Chúng ta sẽ chạy trực tiếp âm thanh vào để cho để có thể là dễ dàng nhận ra được cái chất âm của một chiếc đẩy công suất. Mời các bác lắng nghe ạ. Em sẽ mở nhạc sàn để test về cái độ căng các bác nhá, về cái độ công suất. Con tim em thấy lòng để đêm đó thấy bao mắn nâu, bước chân anh đi về chẳng còn ai mong. Được sống mãi ba năm dòng đầy giờ nghe tiếng em đi theo chồng, nước mắt hoa tiếng đau người lạnh sao. Bao ngày trong mong đóng đợi giờ về thì không ai chờ. Cực kỳ hay các bạn. Nhạc rất chi tiết các bác nhé. Ba giải nó tách bạch, nó chi tiết, chép lên rất là sáng, là tơi.
Và bát thì sao? Bát thì không phải nói rồi, công suất khủng, cho ra cái chất bát nó cực kỳ sâu, nó nảy tính bát này, nó sâu và rất là chắc gọn các bạn. Thực sự đây là một sản phẩm tuyệt vời để cho các bác chơi sự kiện, chơi những cặp loa khủng, những chiếc trầm hơi khủng đó. Và độ bền cũng như em nói trước rồi, yên tâm để sử dụng những sản phẩm của TV Plus. Và cuối cùng, cảm ơn các bác đã đón xem video của Tuyên Vũ Audio. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Muốn sắm sửa những thiết bị nó đẳng cấp như thế này, các bác hãy gọi tới số 0978 503 822 cho chúng em. Chào các bác.